AI. Xin chấp thuận chủ trương để làm dự án bất động sản là gì vậy? Chắc chắn rồi, mình sẽ giải thích đơn giản và dễ hiểu về xin chấp thuận chủ trương để làm dự án bất động sản nhé. Xin chấp thuận chủ trương nghĩa là bạn đang xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp huyện, cho phép bạn thực hiện một dự án bất động sản. Dự án bất động sản có thể là xây dựng chung cư, nhà ở, trung tâm thương mại, hoặc bất kỳ công trình xây dựng nào liên quan đến đất đai và bất động sản vậy khi xin chấp thuận chủ trương bạn đang hỏi liệu tôi có được phép xây dựng dự án này tại vị trí này với quy mô như thế này không tại sao cần xin chấp thuận chủ trương đảm bảo tuân thủ pháp luật việc xin chấp thuận giúp đảm bảo dự án của bạn phù hợp với quy hoạch đô thị các quy định về xây dựng môi trường và các luật khác liên quan đảm bảo tính khả thi cơ quan nhà nước sẽ xem xét kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật kinh tế xã hội của dự án để đảm bảo dự án có thể thực hiện được và mang lại lợi ích cho cộng đồng phòng tránh rủi ro nếu không xin chấp thuận dự án của bạn có thể bị dừng lại giữa chừng gây ra thiệt hại về tài chính và thời gian